Hồng Gấm nói thẳng tin đồn được trả các xê hậu hĩnh khi hát với Quang Lê. Ca sĩ Hồng Gấm vừa có những trải lòng với thanh niên về mạng kết hợp với ca sĩ Quang Lê, đồng thời tiết lộ những kế hoạch cho sự nghiệp ca hát. Hồng Gấm hòa giọng cùng Quang Lê trong ca khúc Hoa Nở Về Đêm. Cô học hỏi được nhiều khi kết hợp cùng đàn anh trong live show kể những chuyện tình của ca sĩ Quang Lê, ngoài dàn khách mời như Mai Thiên Vân, Như Quỳnh, Ngọc Sơn, màn xuất hiện của Hồng Gấm nhận được sự quan tâm. Trên sân khấu, cô khoe chất giọng lạ với ca khúc Ngày Chưa Giông Bão. Nữ ca sĩ còn kết hợp ăn ý với đàn anh trong Hoa Nở Về Đêm, mang lại cảm xúc cho người xem. Hồng Gấm từng giành quán quân ban nhạc quyền năng 2017 và Á quân Người Kể Chuyện Tình 2018. Bước đệm từ các cuộc thi giúp cô nhận được nhiều lời mời biểu diễn. Từ đó nữ ca sĩ có cơ hội gặp gỡ và góp mặt trong đêm nhạc của Quang Lê. Nghe tôi hát bolero, anh Quang Lê nói giọng tôi lạ nên ngỏ ý mời hát một bài cùng anh trong live show. Nói thật bolero không phải sở trường của tôi nhưng anh Quang Lê lại thích. Cô bộc bạch. Hồng Gấm tiết lộ Quang Lê cho thêm chứ không bớt khi mời hát chung nhan vặt cung cấp việc tham gia live show của Quang Lê mang lại cho Hồng Gấm nhiều trải nghiệm. Nữ ca sĩ thấy hạnh phúc khi được đứng chung sân khấu với giọng ca cô hàng xóm. Quán quân ban nhạc quyền năng 2017 trải lòng, tôi cảm thấy may mắn vì giữa rất nhiều ca sĩ. Anh Quang Lê cho tôi cơ hội được song ca cùng. Hôm ấy kín cả khán phòng và khán giả ở lại đến cuối chương trình để gặp gỡ nghệ sĩ. Chính điều đó mang lại cho tôi sự thăng hoa khi biểu diễn. Ban đầu, Hồng Gấm e dè vì sợ ảnh hưởng đến công sức đàn anh. Tuy nhiên, những buổi tập luyện giúp cô học hỏi được nhiều điều, tự tin hơn. Anh Quang Lê rất nhiệt tình, dạy tôi từng câu chữ. Nhờ vậy mà tôi hát tốt hơn. Anh không phân biệt mình là ca sĩ lớn hay nhỏ, chỉ nhìn vào thực lực của tôi để đánh giá. Có kinh nghiệm gì anh ấy cũng sẵn sàng chia sẻ chứ không giấu, Hồng Gấm tâm sự. Hồng Gấm không sợ những ca khúc vận vào đời. Cô xem mình là người kết nối giữa khán giả với các tác phẩm âm nhạc nên luôn hết mình trên sân khấu về tin đồn được Quang Lê trả các xê hậu hĩnh khi góp mặt trong đêm nhạc. Hồng Gấm thừa nhận, tôi thấy đúng. Kinh tế bây giờ khó khăn nên công ty thường chọn cắt giảm nhân sự, các xê. Còn hát với anh Quang Lê không những không giảm mà lại còn cho thêm cái này cái kia. Về chuyện được đẩy thuyền với nam ca sĩ, nữ ca sĩ không e ngại vì tôi với anh Quang Lê thân nhau theo kiểu anh em nên không có vấn đề gì. Còn duyên đến đâu thì mình không nói trước được, nữ ca sĩ bày tỏ. Từng chia sẻ về việc bị cấm cản khi theo nghề ca hát. Hồng Gấm cho biết ở hiện tại, gia đình đã hoàn toàn ủng hộ hướng đi này của cô. Ngày xưa ở quê mọi người mong tôi có công việc ổn định. Cho nên tôi học sư phạm để ba mẹ yên tâm rằng sau này mình sẽ thành cô giáo. Nhưng với những gì có được ở hiện tại, ba mẹ đã công nhận, hạnh phúc vì tôi ngày xưa đã quyết tâm theo đuổi đam mê ca hát, cô chia sẻ. Hồng Gấm không ngại thử sức ở các dòng nhạc để tìm kiếm hướng đi cho sự nghiệp hiện tại. Ngoài đi hát, Hồng Gấm còn kinh doanh. Nhờ vậy cuộc sống của cô vẫn ổn trước áp lực của tình hình kinh tế hiện nay. Về chuyện đời tư, Hồng Gấm muốn tùy duyên. Cô cho rằng không thể vì đến độ tuổi đó rồi lấy chồng nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc. May mắn vì gia đình tôi khá thoáng và thấu hiểu. Ba cũng nói tôi không phải e ngại chuyện chồng con, khi nào gặp được người yêu thương và khiến mình hạnh phúc thì mới tiến đến hôn nhân. Cô tâm sự. Nói về kế hoạch âm nhạc trong thời gian tới, Hồng Gấm cho biết vẫn đang trên hành trình tìm kiếm thể loại âm nhạc phù hợp với bản thân. Do đó, cô không ngại thử thách ở các dòng nhạc khác nhau. Nếu khán giả thích tôi hát bolero chung với anh Quang Lê thì tôi vẫn sẽ tiếp tục. Song song đó, tôi vẫn sẽ hát các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An. Mình làm dâu thiên hạ mà. Khán giả thích mình hát thể loại nào thì mình sẽ thể hiện, cô tâm sự.